bộ áo dài này là hoa hồng Ngọc Hân. Và mọi người thì có lẽ cũng thể đoán được rồi, chúng tôi đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, và chúng tôi mong muốn mang một cái hình ảnh gì đó của Việt Nam, thì chắc chắn là mọi người nghĩ đến áo dài là nghĩ đến nét truyền thống. Và trên áo dài này thì có tên của huấn luyện viên Park Hang-seo và tất cả các cầu thủ ở trong đội tuyển Việt Nam, và chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ góp thêm tinh thần cho các cầu thủ để có thể làm nên chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Cái áo dài này được làm trong bao lâu ạ? Trong vòng 24 tiếng. Đội tuyển Việt Nam chúng tôi ở bên cạnh các bạn, và chắc chắn là chúng ta sẽ chiến thắng.